Xong chưa nào? Chuẩn bị xong chưa? Mỡ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Đây là gì? Đây là gì? Rau gì? Rau cải. Rau bắp cải. Rau bắp cải. Đúng rồi. Rau bắp cải đúng rồi. Đây là gì? Cái này á? Đây là gì? Hình tam giác. Đúng rồi. Hình tam giác màu gì? Màu đỏ. Yeah. Đây là gì? Không. Cái này đi đá. Cái này á? Cái này là cờ, mình chưa học đến cờ. Cái này chưa, mình chưa học đến cờ. Đây là gì? Củ khoai. Củ khoai. Củ khoai gì hả mơ? Củ khoai tây. Đúng rồi. Như nào? Củ khoai đây. Diệt. Rồi đến cái này. Mỡ lùi lại. Lùi lại để đọc. Đây. Gì đây? Con ngựa vàng. Đúng rồi. Con gì đây? Con đi chợ vàng. Đúng rồi. Đúng rồi, con đi cho con ngựa vằn ăn mà. Ngựa vằn nuôi. Ngựa vằn đây. Con sỏ. Cả con sỏ, cả con cừu, cả con dê. Ngựa vằn nữa. Đây con gì nào? Con chăn vằn. Đúng rồi. Em nói chăn. Em ơi, con gì đây? Chăn nan. Đúng rồi. Đúng rồi. Thằng ăn bơi à? Đây là con gì? Con cá mập bơi. Cá mập bơi. Bơi. Đây là gì? Đây là quả gì? Thế á? Rồi mỡ ơi, cất con cá mập đi. Đây là quả gì? Quả gì đây? Nào nhốt con cá mập à? Rồi. Quả. Quả gì đây? Quả nho. Không phải quả nho đâu mỡ. Đây là quả đậu, chị nói đúng rồi. Đây là quả đậu Hà Lan, nhớ chưa? Đúng rồi. Hoa mai. Đúng rồi. Mơ cứ nói hoa mai em bố ạ. Em không nói. Đây là gì? Ngựa vằn nói. Đúng rồi, thế đây. Con sói. Mơ cứ biết khoai và tối ấy. Mới đây quả gì? Mít. Con ngựa vằn con. Mỡ cho vào đọc tiếp đi. Mỡ quả gì đây mỡ? Quả mít của anh. Quả gì? Quả gì? Ăn mít. Chị đừng nói để cho em nói nha. Đây là cái gì? Giường. Đúng rồi. Giường lụa. Đúng rồi, giường ngủ. Con này chị biết rồi, chị để cho em nói nha. Con này con gì? Con gì? Con ong à? Đúng rồi. Đúng rồi. Đến lượt chị. Bông hoa. Đúng rồi. Em đây con gì? Con ốc trên. Đúng rồi.
con ốc. Mới con gì đây? Yêu cao cổ. Ờ, không thấy con hiêu cao cổ đúng không? Mợ ơi, con gì đây? Con gì? Tôm hùm. Đúng rồi, con tôm hùm. Ăn con này không? Bóc vỏ, bóc vỏ. Bóc vỏ, bóc vỏ. Hả? Đấy, để xem ở đây. Quả gì đây? Quả gì à? Mỡ mà bọc mỡ quả vậy? Không phải quả quất. Quả này giống quả quất nhưng không phải. Đúng rồi, quả này quả gì nhỉ? Quả này cũng chua lắm. Chua lắm. Chua. Đông đã chết, chỉ bố mẹ ăn thôi. Ừ. Quả này chua lắm. Đông đã chết. Đúng rồi, giống quả quất. Quả này là quả chanh. Quả chanh. Đúng rồi, nhớ nhá, quả chanh nhá. Đông đã chết là con quả chanh. Quả chanh. Đã mơ con là con này. Con này là con gì? Không sợ, con này là con gì? Nhưng con gì? Con gì nhở? Con gì lại quên rồi nhở? Để đọc đã xong nhốt. Đọc đã xong mới nhốt chứ. Ừ. Đọc đã xong mới nhốt chứ. Con cánh cam con quên gì à? Đúng rồi. Mỡ biết con gì đây không? Con kiến. Kiến. Con kiến. Mỡ con biết rồi đấy, mỡ. Ừ, con biết rồi. Mỡ ơi, quả gì đây? Đan nồng. Đan nồng đúng không? Con ăn ừ, vừa ăn cả thanh nồng. Đây là gì? Thuyền. 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 Mỡ con biết rồi đấy, mỡ. Đây là gì? Quả. Rau. 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 Không phải cây rau. Có... Đây là gì? Giống rau tràn nè. Giống mắc ô tô tô bác toàn thế à? Giống rau tràn. Giấy bác toàn bố ạ. Ừ. Giấy. Bôi bố. Bôi bố. Lúc này bạn hàng nói vậy. Bạn hàng á? Bạn hàng nói cứ. Úi dạ. Bạn hàng nói bậy thế. Thế cô giáo có xử lý không? Không, cô giáo đang vẽ bài. À, cô giáo đang vẽ bài, cô giáo không biết à? Bạn hàng nha. Nói bậy. Xử lý nha, mới đó. Ok. Mới xử lý bậy. Ờ, mớ đây gì? Mớ đây. Tay à? Mớ rồi. Tay mớ à? Đúng rồi. Lấy cái que đi. Đây là quả gì à mớ? Mớ lấy cái que mắng đi. Ờ, quả gì à mớ? Đúng rồi. Lấy cái que. Bạn Khang nói bậy. Lại chọc cả vào mắt Ni nữa. Chết rồi bạn Khang. Nó mà bạn xin để cái tay con ra. Ờ. Bạn chi. Mỡ con gì? Chim. Con gì? Chim. Chim á? Không phải con chim. Con gà con. Con gà con chứ. Đúng rồi. Trứng này, quả trứng này. Bạn chi bẻ tay con. Ai? Bạn chi bẻ tay con. Có đau không? Có. Thế cô giáo có biết không? Không, cô giáo đang vẽ bài nữa. Thế bảo cô giáo ơi, bạn chi bẻ tay con. Con đau quá. Cả chọc vào bạn Khang, chọc vào mắt con nữa. Chết rồi. Sao các bạn toàn trêu bé Ni nhà tớ đấy? Ừ. Mẹ chị Ni. Ờ. Thế đây đâu? Là gì? Đâu? Đây là đây là gì? Trứng á. Mẹ bố bị làm sao?
bố đang buồn ngủ. Bố đang buồn ngủ thôi, không sao cả. Ừ. Mơ ơi, đây là gì nhỉ? Đây là anh đánh cầu lông này. Anh đánh cầu lông. Đấy, anh đánh cầu lông này. Bố mơ cầu lông cho con ạ. Ok luôn. Đây là chị. Chị đi đâu em bố? Chị đang chạy đấy. Mơ ơi, đây là gì? Xe gì? Xe ngô. Đây mà. Xe gì? Xe ngô. Xích lô. Xích lô. Đúng rồi. Quả gì? Quả nho. Đúng rồi, quả nho. Quả nho bố ạ, quả nho màu đỏ. Màu trên đây. Màu trắng. Quả dưa. Mơ biết quả gì không? Mơ dưa. Đúng rồi, quả dưa. Đây là bông gì? Đây là gì? Mơ đây là bông gì? Tô gì? Mơ đây là bông gì? Bông tròn. Thế đấy. Hình vuông. Đấy. Hình chữ nhật. Hình ngôi sao. Hình lục giác. Đây là ô tô tải. Ô tô tải. Đây là con gì? Con bò ạ. Con bò ạ. Ui dồi. Bò. Sữa bò ạ. Quả sữa. Bò. Bò vắt sữa đi. Vắt sữa. Uống đi. Con nữa. Vắt sữa. Vắt sữa. Ok. Đây là gì? Con đòi quá. Chết đạp. Chết đạp chứ. Chết đạp của chị à? Đạp chị. Chết đạp màu gì đây? Màu hồng. Bố lấy gì? Đạp chị đâu? Đạp chị đâu? Đây là con gì? Chị đi đâu? Bố lấy đi. Lấy gì? Lấy xe đạp. Chị đi đi. Đạp đi. Yeah. Bye bye. Đạp. Được chưa? Ok, đi một vòng thế thôi. Rồi, lại ngồi xuống học bài tiếp. Con nhà đau chân, đang chảy máu. Nhà ở đâu? Nhà ở đường. Úi trời. Bố dán cho con. Lấy băng gấu. Dán. Ok, ngồi xuống. Em thổi đi cho chị đi. Rồi, ok. Con gì đây? Bé ai con gì đây? Sao gì? Sao gì nhỉ? Sao biển? Ừ. Màu gì đây? Một đen đọc là gì nhỉ? Black. Con gì đây? Con gì đây? Đúng rồi. Thế con gì đây? Con gì đây mơ? Con gì đây? Con gì? Con gì? Con nạc đà. Đâu? Con chó. Con mèo. Mới coi chị bảo con gì kia, đọc cho chị kìa. Đấy, con chó. Con gì đây? Con gì đây? Con gì? Con gì? Con gì này không biết nhỉ? Mơ biết à? Mơ không biết à? Con gì? Ngựa. Ngựa gì? Con bò chúa rồi. Ơ nhỉ? Ngựa. Đây là cái gì à mơ? Mơ ơi, cái gì đây? Quạt. Quạt à? Anh thằng này. À, đây là màu gì đây? Màu đỏ à? Thế đây là gì? Chân bẩn. Màu gì? Thế đây là gì? Đây là màu đỏ. Màu đỏ nhưng mà là gì nhỉ? Vẹt. Nhưng không phải, đây là ngôi sao. Ngôi sao màu đỏ. Ngôi sao màu đỏ với
Mỡ xe gì đây? Xe đạp. Xe đạp chứ. Thế con gì đây? Con nạc đà. Nạc đà. Nạc đà bụng béo nên là nạc đà có chửa mà bụng béo vậy. Mới gì đây? Tay. Tay à? Một bàn tay, một tay để ăn cơm á. Thế quả gì đây? Quả ớt. Ớt gì nhỉ? Ớt màu đỏ à? Ớt cay, ai ăn? Ai ăn quả ớt? Mẹ ăn được quả ớt à? Con ăn. Ông ăn chứ. Ớt để ông ăn chứ. Mẹ ăn đâu. Mẹ ông ăn được đâu. Quả gì đây? Quả gì? Quả gì? Quả gì mỡ? Lấy nước. Quả gì đây? Quả chua chua. Sao mỡ không biết à? Dưa chuột, hôm qua mới ăn rồi đây. Đấy. Con chưa ăn của dưa chuột nào? Con gì đây? Cua gì? Đúng rồi, cua biển. Cua biển ở biển. Đúng rồi, cua biển. Cua biển. Đúng rồi, cua to đấy ở biển. Con gì đây? Con là con gáo. Con cá này là cá chuối. Cá chuối. Ừ. Con là... con là cô giáo, con giơ lên cho em xem. Con gì ấy? Đúng rồi. Con cá gì nhỉ? Cá đông. Cá chuối. Cá chuối. Đúng rồi. Cá gì ấy? Cá rắn. Rắn. Con đấy là con lươn con ạ, không phải con rắn đâu. Con lươn. Lươn. Ừ. Đúng rồi, sao này. Đây, chị giơ lên cho em xem. Đúng rồi, giơ lên cho em xem. Cái gì đây? Con gấu trúc. Con phải hỏi con gì đây chứ, con lại hỏi. Con lại bảo thế thì làm sao em biết. Con gì đây? Con gấu trúc. Đây. Thế con máy bay. Đây. Đây là gì? Đây là củ gì? Gừng. Không biết à? Không biết à? Đây con gì? Con chim. Chim gì? Chim gì? Chim gì nhỉ? Chim bồ câu. Chim bồ câu. Con gì đây? Mới đâu à? Mới con gì đây? Con gì? Con ngỗng. Không phải con ngỗng đâu, con nhìn lại anh phải con gì? Con gì đấy? Con ngan đấy con. Con ngỗng nó to hơn mà. Con ngỗng nó to hơn mà. Con gì đây? Hoa hồng. Hoa hồng. Em ơi, hoa hồng. Cần gì đây? Chị đọc đi. Con gì? Chị đọc đi. Con gì? Con gì nhỉ? Con bọ hung con. Con bọ hung. Bọ hung ở trên đầu em ấy. Ấy. Quả gì? Hôm nay con không biết quả gì à? Quả đậu ấy. Đậu. Ừ. Con cho lên trên đầu em. Đây là gì nhỉ? Đi nhỉ?
Thứ chim màu đỏ chứ. Bơ này. Quả gì đây? Bơ này tặng bố đi. Tặng con. Đấy, tặng bố. Cảm ơn con. Lấy trái tim tặng con. Tặng em, tặng mẹ. Cảm ơn con. Lấy tặng mẹ tặng con đi. Lấy trái tim tặng con. Bơ gì đây? Bơ này. Hoa. Con gì đây con? Để con mang lên lớp đi. Con gì đây? Sinh nhật con đi. Như con gì đây? Con nhện. Nhện gì? Lấy sinh nhật ở đâu? Sinh nhật ở đây. Lấy bánh sinh nhật. Cả mũ. Lấy mũ đội lên. Không. Cho vào đây. Cả thổi lên. Ok, lên. Bye bye. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Mẹ. Mẹ đâu nhỉ? Mẹ đâu cũng chưa về nhỉ?